Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Cái hôm trước mình có làm một cái clip là những cái sắc màu của hoa sứ Thái đơn đó các bạn. Hôm nay những cái hoa sứ mà mình quay đây cho các bạn xem là hoa sứ Thái kép này các bạn. Vì nó có nhiều cái tầng tầng lớp lớp đó các bạn, cho nên nó là hoa sứ Thái kép này. Hôm nay mình quay cái hoa sứ Thái kép này để mình chia sẻ cho các bạn cùng xem nha.